Với hy vọng cải thiện nền kinh tế vốn thuộc hàng yếu nhất châu Âu, Bulgaria đang đẩy mạnh sản xuất linh kiện xe ô tô. Bulgaria không phải là nước lâu đời về sản xuất linh kiện ô tô, nhưng hiện đang tập trung phát triển lĩnh vực này và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ như là công ty sản xuất thiết bị điện tử của Philippines IMI. Hình ảnh của đất nước Bulgaria vốn không được tốt đẹp do nạn tham nhũng là nguyên nhân khiến cho các nhà đầu tư e ngại. Tuy nhiên, ngày càng nhiều các công ty chứng minh được các vấn đề cũ không hề tái diễn. Giới chức Bulgaria cho biết kim ngạch xuất khẩu của ngành sản xuất linh kiện ô tô đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, hiện đạt mức 1 tỷ euro, chiếm gần 5% kim ngạch xuất khẩu cả nước, dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới do các công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và thêm công ty mới gia nhập thị trường. Mức thuế mà các doanh nghiệp trong nước phải trả hiện đang ở mức thấp nhất trong các nước thuộc Liên minh châu Âu, vì chúng ta đã có những hành động xúc tiến đầu tư nên các công ty tiếp tục được đảm bảo quyền lợi từ chính phủ, ví dụ như là được hoàn lại bảo hiểm xã hội. Chính phủ Bulgaria cũng hy vọng tập trung phát triển linh kiện sẽ giúp cải thiện kinh tế đất nước sau đợt khủng hoảng toàn cầu năm 2009.